Dạ em xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Em rất là vui được gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở trong một video tiếp theo mới nhất của em. Hôm nay là ngày 6 tháng 5 năm 2023. Đây là con dốc, đây là con đường Acorest quý vị. Chúng ta sẽ đi Suối Vàng, rồi đi các cái khu du lịch như là Thung Lũng Vàng nè, rồi làng Cù Lân đó, thì chúng ta sẽ đi con đường này. Bây giờ là 15 giờ và nhiệt độ ở ngoài trời hiện nay đang dao động khoảng 27 độ. Như vậy là cũng nắng khó chịu lắm quý vị, nhưng mà mưa cũng có nổi. Trời nhiều mây, âm u, không có nhiều mây xanh. Từ nhà thờ Tùng Lâm chạy thẳng ở khu vực này khoảng 500m, nhìn về phía tay trái sẽ có con dốc, một con đường đi về xuống con đường Acorest này. Hôm nay em xin chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn con đường Đa Phú quý vị. Con đường Đa Phú này nó có chiều dài khoảng hơn 1.800m, sẽ thông về đến đường Acorest. Hôm nay cũng là một video đổi gió một chút, em sẽ đi về vùng ngoại ô để cô chú anh chị và các bạn tận hưởng không khí thiên nhiên, không có bị đô thị hóa ồn ào nhộn nhịp. Chúng ta sẽ về thăm những cái khu vườn của bà con. Có một số cô chú anh chị và các bạn trên kênh cũng rất là thích đi về vùng ngoại ô để mà coi cảnh bà con nông dân sản xuất rau màu. Bây giờ hơn 3 giờ một chút rồi, trời âm u vậy đó, và không có mưa được, giống như là bực tức chuyện gì đó nhưng mà không có xả ra được quý vị, cho nên là khó chịu. Ở đây là con đường Kim Thạch, vừa rồi em cũng có đưa cô chú anh chị và các bạn đi vào bên trong con đường này để xem cảnh bà con, đặc biệt là có khu vực nhà thờ Kim Thạch. Con đường mang tên rất lạ. Con đường này nó sẽ thông, sau này có khả năng là nó sẽ thông về đường Cao Thắng cô chú anh chị. Và buổi chiều hôm nay cũng là buổi chiều ngày thứ bảy nữa, cuối tuần, phố xá ở ngoài cũng thưa thớt, vắng khách du lịch. Mùa này cũng là mùa vắng khách du lịch cô chú anh chị và các bạn. Nhân dịp này em cũng xin kính chúc cô chú anh chị và các bạn có những ngày nghỉ cuối tuần tràn ngập niềm vui. Khu vực Đa Phú, làng Đa Phú, bà con nông dân năm xưa từ ngoài Bắc này, Bắc Nam Tư rồi Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế vào lập nghiệp từ sớm. Khi đó cũng làm vườn, trồng rau, trồng la ghim vậy thôi. Ở bên trên đó, con đường song song đó là con đường Acorest. Mình sẽ đi phía dưới con đường ngoằn ngoèo, có nhiều cái khúc cua, đứng đây chụp hình cũng tuyệt vời. Cùng với ở đây có một số bụi hoa quỳ, hoa dã quỳ. Tất nhiên là vào tháng 11 trên con đường này tràn ngập sắc vàng rồi, màu hoa dã quỳ. Ở khu vực Đa Phú này em thấy là mô hình trồng các cái cây rau, cây hoa ngoài trời thì hiện nay vô cùng là ít ỏi, và thay vào đó là những khu vực nhà lồng để mà trồng bông. Ngoài ra thì còn có giống dâu công nghệ cao của Nhật Bản nữa, được trồng bên trong nhà kính với giá thị trường hiện nay có giá đắt đỏ, lên đến 500.000 một ký lận cô chú anh chị và các bạn. Loại dâu này không có bán nhiều ở ngoài chợ bởi vì giá thành cao. Mình vào tận vườn mình mua với giá tận vườn, và sẵn dịp thì tham quan vườn dâu luôn, hái dâu tại vườn. Ở đây là những loại dâu Mỹ đá thôi cô chú anh chị và các bạn. Quả thì nhỏ và cứng và có độ chua nữa. Hiện tại bây giờ trời đã bắt đầu mưa lất phất rồi. Mưa này thì không có to, mưa này chỉ thoáng qua thôi.
mưa lất phất nó cũng giảm nền nhiệt độ xuống. Chứ nếu mà buổi trưa mà nắng 29 độ C thì khả năng ít người đi ở ngoài đường bởi vì sợ đen. Không biết nắng ở các nơi khác như thế nào, cũng có nhiều cô chú anh chị và các bạn có chia sẻ với em là 30 đến 33, 34 độ nắng khủng khiếp. Ở Đà Lạt 29 độ là nắng dữ dội rồi quý vị. Con đường Đa Phú nó sẽ đưa chúng ta về đồi Đa Phú, địa điểm săn mây vào buổi sáng. Mùa này săn mây phải đi lúc 5 giờ sáng thì mới kịp. Quá, trời bắt đầu mưa nặng hạt hơn rồi. Thường thường là mưa ở trong núi, ở gần núi thì mưa, lượng mưa sẽ nhiều và nặng hạt hơn, đến sớm hơn. Mùa này có những cơn mưa mà có từng cơn vậy đó. Ở ngoài phố không mưa nhưng mà ở trong núi lại mưa cô chú anh chị. Trời bắt đầu mây đen xám xịt rồi. Hái dâu tại vườn này, các cái điểm tham quan vườn dâu. Tham quan thì miễn phí nhưng mà khi mà tham quan ra mình không mua dâu cũng ngại, cho nên là không ít thì nhiều cũng mua một ít. Dâu Nhật á, mua bấy nhiêu cân ký bấy nhiêu, ví dụ như là mình mua vài lạng cũng được, không nhất thiết phải mua một ký. Ở phía trên là cây xăng Đa Phú, phía dưới người ta mở ra một số cái khu vực homestay nhỏ nhỏ dành cho một gia đình nhỏ ở thôi. Vật dụng đều là bằng ván và mái thái. Ở đây người ta làm bằng gỗ thông tự nhiên cho nên là vào mùa lạnh ở Đà Lạt cũng vẫn rất là ấm. Con đường Đa Phú thì được đặt tên vào năm 2015. Ở đây thì được xây dựng nhà cao 3 tầng. Đa số người dân ở làng Đa Phú là từ Quảng Nam, Thừa Thiên Huế. Và ở trên con đường này thuộc cây số 13, năm 75 thì thuộc ấp Đông Hòa. Năm 1954 thì đồng bào người Bắc, những cô bác ngoài Bắc di cư vào sống ở ấp Tây Thuận. Hiện nay thuộc khu phố 7, thuộc phường 7. Ở đây là xóm Tây Thuận, ấp Tây Thuận cô chú anh chị. Nếu mà mình đi đi lên đồi Đa Phú thì sẽ đi hướng này, đi băng qua một cái nghĩa trang thì chúng ta cũng có thể đi săn mây. Ở đây là đình làng Đa Phú. Mình sẽ đi lên chùa A Dục Vương. Đó, mình đi lên con đường này, đi ngang qua chùa, sau đó sẽ đi lên một cái nghĩa trang, sau đó đến đồi Đa Phú, một địa điểm mà săn mây. Em sẽ chạy lên một đoạn ngắn để cô chú anh chị và các bạn hình dung ra. Mưa quá bà con người dân mình không có đi vườn. Bây giờ là chỉ có làm bông, trồng các cái hệ thống nhà lồng thôi. Đó, ở đây là chùa A Dục Vương. Cảnh chùa lúc nào cũng bình yên, khiến cho mình có cảm giác nhẹ nhàng. Đó, ở đây là nghĩa trang Đa Phú. Đó, mình đi lên đồi Đa Phú thì mình đi hướng này. Con dốc cũng thoai thoải thôi, đi xe máy được thôi cô chú anh chị. Có một căn nhà cũ,
thường là những căn nhà mà thời Pháp tới giờ là người ta sẽ xây một lớp đá ở phía dưới để cho đỡ mục mọc. Như vậy là chúng ta sẽ đến với con đường Agoret. Nó thông về đến con đường Agoret. Cô chú anh chị và các bạn đi Suối Vàng, các khu du lịch, điểm chụp hình cưới thì đi đường này cũng được, nó sẽ thông ra hết luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đi về phía bên tay phải ha, tiếp tục ở con đường Agoret. Mưa quá cũng làm cho cảnh vật trở nên điều hiu và buồn. Mưa như thế này chỉ có là ngồi trong quán cà phê mà ngắm mưa rơi, thưởng thức những giọt cà phê tí tách rơi vô cùng là tuyệt vời. Trời bắt đầu mưa to rồi. Mùa này cô chú anh chị và các bạn đi du lịch ở Đà Lạt chắc chắn là sẽ gặp những cái cơn mưa bất chợt. Em sẽ quay lại con đường Agoret. Ở đây bà con mình cũng ít buôn bán, thì có những cái món đặc sản như là cơm niêu, rồi cơm lam gà đồi. Ở đây thì có một xe chở cô dâu chú rể đi chụp hình cưới ra nè. Ở đây là cây xăng Đa Phú. Trời bắt đầu mưa nặng hạt hơn rồi. Những cái vườn sú đã đang cuống búp đó. Những cái cây sú này tầm khoảng nửa tháng nữa thôi, hoặc là một tháng nữa thôi là thu hoạch. Bà con nông dân trồng ngay ở ngoài đường luôn, đi ngang qua vô cùng là thích thú với những luống rau xanh như thế này, xanh tươi. Cuộc sống của bà con nơi đây vô cùng là thanh bình, nhẹ nhàng, không có xô bồ. Nhiều hộ dân sống ở bên trong một căn nhà tạm bợ thôi, một căn nhà gỗ đơn sơ, nhưng mà họ cảm thấy là vô cùng là hạnh phúc. Nhiều người em thấy là giàu chưa chắc đã có hạnh phúc. Ở phía dưới này là con đường Đa Phú lúc nãy em đưa cô chú anh chị và các bạn đi. Bây giờ mình đi đường trên. Những cây lá dông, dông lá tím này, bà con mình hay bán xôi. Hay bán xôi, thường gói vô những cái lá như thế này, đặc biệt là ở ngoài miền Bắc. Lâu lâu thì thấy bà con mình trồng những cái lá chuối, lá dông. Và cũng đến đây, em cũng sẽ kết thúc video ngay tại khúc này. Hôm nay thì do thời tiết mưa, cũng như là
em cũng muốn đưa cô chú anh chị và các bạn về thăm lại con đường Đa Phú. Rồi, em xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chúc cô chú anh chị và các bạn ngày thứ bảy, chủ nhật cuối tuần tràn ngập niềm vui. Còn bây giờ xin được hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở những video tiếp theo trên kênh Cuộc Sống Đà Lạt.